Quá ha. Trời nắng á, nè cái với cái tốc độ nắng này là nước bò chín nè. Để các bạn biết mình cắm lên là đuổi là mình muốn làm gì rồi nha các bạn. Ui, nóng quá. Thôi Lời Ròm chào bạn nha. Hôm nay Lời Ròm sẽ làm một cái món ăn rất là cực kỳ gọi là ngon các bạn và độc đáo, đó là bò nướng tôm. Đây, mình sẽ thái thịt bò ra, mình sẽ bỏ lên cái tô này nè, mình sẽ cho nó nóng và cái độ nóng của cái tô này nó sẽ làm chín thịt bò, nó làm cho cái thịt bò mình sẽ tái và ăn rất ngon, không mình phải qua nướng luôn. Đây, mình sẽ lau sơ qua cái này đã, để nó sạch ăn nó mới ngon. Nắng chưa, nắng ghê thật. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ thái ra. Qua bò còn tươi luôn các bạn. Bò còn tươi luôn nha. Tươi hơi bị đá luôn á. Đây. Wow, quá đã luôn. Đây bây giờ mình thái. Này mình thấy màu mỏng thôi. Mình quay là dân chuyên nghiệp, mình thái cũng không có đẹp mấy, cũng không sao. Các bạn nào từng ăn cái món thịt bò mà bò mấy tô thì chưa các bạn? Chưa làm, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn coi ăn thử nha. Rất tuyệt vời các bạn, rất ngon á. Rồi đây. Rồi. Mình thái ra mình sẽ bỏ ở đây. Tôi này độ nóng hơi bị nóng, hơi bị giữ nha. Mình sẽ rải. Rải lên trên cái sóng tô này. Dở quá, không ngon mấy. Này, thái thêm. Ồ. Có vẻ như là mình đã điêu luyện rồi. Mình thái cái nào đẹp cũng đó luôn, thấy chưa các bạn? Hơi bị chuẩn, hơi bị đẹp luôn. Rồi mình để đây. Mình sẽ để trong vòng khoảng nửa tiếng sau rồi mình sẽ lên mình sẽ chở nha các bạn. Để mình chở tại để trong thời gian này cho cái nắng nó sẽ chiếu xuống tô này và tô nó sẽ nóng lên, nó hấp lên và sẽ cho nó tái miếng thịt bò của mình. Một lát sau lại sẽ lên là sẽ chở ngược lại nữa. Rồi đi thôi, đi xuống. Nắng quá. Quá nắng rồi. Nắng quá. Sau một nửa tiếng chờ đợi. Bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ làm thử cái miếng thịt bò mình lên coi sao nha các bạn. Wow, mình nhìn thấy nó khác cái này các bạn ơi. Mình nhìn thấy là nó có nước chảy, nước nó khô rồi nè. Để giờ mình là thử cái mặt lên coi nha. Nó có rút lại rồi nè. Để mình thử cái mặt này coi. Ồ. Nó cũng thâm này các bạn ơi, nó cũng tái này rồi nè. Đây bò màu nắng nè, nó cũng có vị tái lại nè, nó ráo nước rồi nè. Đây tại bò mình phơi kiểu này là nè, rất là còn nguyên luôn. Hơi bị tuyệt vời. Có nhiều miếng mỏng thì nó khá ấy hơn, nhiều miếng dày thì nó khác. Đây
qua để mình nếm thử coi. Rất thơm, không phải thơm mùi vị thịt bò luôn, rất thơm các bạn, rất là thơm. Ngon ăn nước. Bây giờ mình sẽ chờ đợi trong vòng thêm nửa tiếng nữa mình lên. Trong thời gian này thì mình sẽ xuống, mình sẽ làm một cái chén nước mua muối ớt. Thì lên lắm mình chấm rất tuyệt vời. Cái bò này mà chấm với muối rất ngon các bạn. Muối ớt rất ngon. Đây, để lại xuống lại làm miếng muối đã, để nửa tiếng đi. Trời nắng này, nắng 40 độ này nó phải chín rất là nhanh. Quá. Nước chảy chảy luôn rồi. Nóng quá nó mà nước chảy luôn. Nó chảy ra nước rồi các bạn ơi. Là tôi biết rồi. Là như thế nào rồi. Đây nè, đây là nước muối của mình đây. Muối ớt chanh hơi bị ngon. Ôi. Nó tái tái ra rồi các bạn ơi. Nó tái 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 như vậy nè. Không biết chín chưa nữa, để mình thử coi. Hai bên đây nó tái bạn, thấy nó này nóng không, nóng nó rút lại nè, nó rút nước lại và cái nước nó chảy nè. Ngon quá. Thử để mình thử thưởng thức thử coi. Nó khô nè, lâu quá nó khô luôn, để cả tiếng đồng hồ mà mới khô nè. Ngon, nó ngọt ngọt, cay cay, chua chua, ngon. Thêm miếng nữa. Ngon. Bò mùa nắng ngon. Có nhiều xíu. Ngon không chê đâu được các bạn ơi. Nó bị chua chua và nó bị ngọt ngọt của vị ngọt than của thịt bò, vì mặn mặn của muối, vì cái cay của ớt hòa quyện với nhau ngon. Ngon. Ngon quá. Vẫn còn nước nè. Còn nước luôn. Đây là bò tái. Còn một nắng bò mình nó vậy thôi à. Dài sớ là dài nè, sớ vẫn còn ngon nữa các bạn. Đó là nó chín vừa chín tới, nó tái rồi. Gọi là không tả nó, không có thể nào mà có lời văn nào mà tả được cái món ăn ngon đó các bạn. Rất ngon. Nướng này chim mới tô đúng chất. Nhưng mà không có lời bánh nào để mà tả được cái món ngon, rất là ngon các bạn. Hôm nay các bạn dùng thử, các bạn làm thử như mình đi. Trời nắng các bạn thái lên đây, thái bỏ mấy tôm. Rồi sau các bạn lên, các bạn lần ngược lại cái là bò mình sẽ, nó sẽ tái. Nó không bị rút nước. Nó không có bị giống như mình nướng là nước nó ra nó khô thì nó ngon, nhưng mà đây là thịt bò mình, cái sớ bò mình nó vẫn như nguyên các bạn. Đấy bạn coi nè. Đây, nó đã ong rồi. Đây coi nè. Nó mỏng. Nhưng mà cái sớ bò nó vẫn còn nước luôn. Vẫn còn nước đó, vẫn cái nước ngọt nó không giờ mà mất được. Rồi, rất là ngon. Ngon quá. Này, các bạn thấy không? Wow. Thấy ngon các bạn, thấy ngon á. Đây là cái gì mà lại muốn chia sẻ các bạn về cái món mà bò hấp bò mái tôn. Món này không biết tả một món gì nữa. Thôi cái bò hấp mái tôn. Ngon. Vậy bạn. Gọi là rất ngon, không đã được.